Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đi Channel và mình là Hoàng. Dạo gần đây thì có vẻ như iPhone 12 rất là hot bởi cái vụ là không có phụ kiện, gồm có củ sạc, không có tai nghe này. Nhưng mà quan trọng ấy là nó lại không có ảnh hưởng trực tiếp tới việc chúng ta dùng máy như thế nào. Và hôm nay thì mình sẽ đưa đến một cái thông tin mà mình nghĩ rằng nếu các bạn quan tâm tới việc là ok mua và sở hữu thực sự nhé mẫu iPhone 12 ấy, thì nó sẽ đáng quan tâm hơn rất là nhiều. Tìm hiểu cùng mình nhé. Là như này nhé, thời gian gần đây nếu bạn nào mà quan tâm tới iPhone 12 thì kiểu gì cũng biết sắp tới Apple sẽ có khoảng 4 phiên bản cho 3 kích thước màn hình. Một là 5,4 inch nhỏ nhất, hai là 6,1 inch cho 2 phiên bản và ba lớn nhất là 6,7 inch. Nhưng mà đó ấy, thì nó sẽ chỉ là phần kích thước của màn hình hiển thị đây, tức là phần đường chéo này. Còn về phần kích thước thực tế vật lý mà chúng ta cầm nắm ấy, thì lại không có quá nhiều cái sự quan tâm, đúng không? Và bây giờ ấy thì có lẽ có một thông tin mà sẽ khá là thú vị. Đó là iPhone 12 phiên bản nhỏ nhất, màn hình 5,4 inch đúng không? Nó sẽ còn có thể nhỏ hơn cả con iPhone 6 này nữa. Đây, con này. Nếu như bạn là một trong những người đã từng rất là chờ đợi một con iPhone SE 2020 nhỏ gọn, mạnh mẽ và có phần thiết kế phía trước ấy, nó phải mới như này này, nó phải có tai thỏ như này này chứ không phải cũ như này ấy, thì đây có lẽ cái phiên bản iPhone 12 mới nhất và nhỏ nhất ấy có lẽ sẽ là cái phiên bản hoàn hảo cho các bạn. Trừ cái mức giá nó cao hơn rất là nhiều thì mọi thứ nó sẽ đáp ứng được. Cấu hình mạnh mẽ hơn, thiết kế nhỏ gọn hơn và vẫn đảm bảo sẽ có tai thỏ mới cho các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem hình ảnh mô hình của iPhone 12 khi so với con iPhone 7, tức là cũng sẽ ngang với iPhone 6s như này. Đây nhá, khi để trên bàn này, một bên trái là iPhone 12, bên phải là iPhone 7. Thấy rõ cái sự chênh lệch đúng không? Rồi khi chuyển qua để nó ở giữa iPhone SE 1 và iPhone 7 ấy, thì kích thước của nó gần như là ở giữa hai con máy này. Đấy, thì mình nghĩ rằng những cái thứ đấy thì nó mới trực tiếp ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta và quyết định mua hàng của chúng ta. Chứ mấy cái liên quan đến phụ kiện thì chắc là bàn luận nhiều ấy thì ok, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng nhiều như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi đó là với kích thước có phần là nhỏ đến mức khác biệt như này ấy, thì nó sẽ dành cho những đối tượng nào và ai sẽ là những người mà quan tâm tới những iPhone mà có kích thước thực sự là nhỏ như thế này. Kiểu gì cũng có, không nhiều nhưng kiểu gì cũng có. Đầu tiên thì có lẽ là tất cả những người mà thích điện thoại nhỏ nhất có thể. Nhưng bây giờ cũng sẽ có hai, chia ra hai đối tượng khác nhau nhỏ nữa. Thứ nhất đó là họ phải có rất là nhiều tiền. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như có số tiền là khoảng trung bình cho đến rất là ít tiền thì nếu muốn điện thoại nhỏ họ sẽ tiết kiệm nhất có thể đấy. Thì có thể là lựa chọn, nếu thích Apple đi, lựa chọn iPhone SE 2020. Còn nếu không thì sẽ lựa chọn những cái feature phone đến từ những thương hiệu như là Nokia hay là rất nhiều thương hiệu khác nữa. Chứ nếu mà đã không có nhiều tiền rồi, lựa chọn một con điện thoại màn hình nhỏ như kiểu để dùng phụ ấy, mà còn mức giá khoảng 650 đô, tức là nó sẽ thấp khoảng hơn khoảng 50 đô với iPhone 11 lúc ra mắt, thì nó không dễ chịu một chút nào. Nó là như vậy. Cái đối tượng nhỏ thứ hai cũng cần màn hình nhỏ, cũng không có nhiều tiền nhưng vẫn lựa chọn iPhone 12. Đó là bởi vì họ không thích cái thiết kế cũ như này, cái kiểu màn hình phía trước như này, mà họ thích phải có tai thỏ như này, nên là họ sẽ vẫn lựa chọn. Ok, chuyển qua đối tượng tiếp theo. Lúc này thì đó là những người vẫn muốn sở hữu thế hệ iPhone mới nhất, iPhone 12, nhưng mà lại không có quá nhiều tiền hay muốn tiết kiệm tối đa nhất có thể, thì sẽ lựa chọn phiên bản này bởi vì nó sẽ có mức giá là ổn nhất khoảng 650 đô. Nhưng mà đó sẽ chỉ là những ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hỏi thêm một vài người nữa xem họ sẽ nghĩ như nào, họ sẽ mua hay không nhé. Bây giờ iPhone 12 sẽ có kích thước nhỏ hơn cả iPhone 6s. Anh có lựa chọn nó hay không? Anh sẽ không lựa chọn chiếc máy đó đâu. Vì sao? Bởi vì anh thích to, thích bự. Thích to, thích bự, ok. Thích to, thích bự. Chỉ có mỗi lý do này thôi. Với lại anh thích cái trải nghiệm màn hình lớn nữa. Người đầu tiên. Ok, cảm ơn anh. Bây giờ, Trinh nhá, iPhone 12 sẽ có kích thước nó nhỏ hơn cả iPhone 6s mà mình anh đang dùng đây. Thì em có chọn hay không? Em không chọn. Quen thuộc, tại sao? Tại vì nó nhỏ quá mà em không thích xài đồ nhỏ. Em thích cái gì nó cũng phải bự bự. Em thích cái gì nó cũng phải bự bự.
chào hạnh phúc luôn. Rồi ok. Nhưng bây giờ em cứ tưởng tượng như này. Đây là màn hình 5.8 inch của iPhone 10s. 5.4 inch nó sẽ không nhỏ hơn nhiều đâu. Thì sao? Đây, mọi người xem nhé. Vào đây, chỉnh xem. 5.4 inch, không nhé, em vẫn thích bự. Vẫn thích bự. Đó, xong người thứ hai. Rồi mình cứ tưởng như là tất cả mọi người đều như thế. Ok, vẫn đều thích to, thích bự. Nhưng mà mình đã tìm được một người trong văn phòng có ý kiến rất là khác. iPhone 12, kích thước nhỏ. Sao? Em nghĩ là em sẽ chọn iPhone 12. Vì sao? Tại vì em rất là thích cái cảm giác cầm nắm vừa tay á, cảm giác cầm vừa tay rất là thích. Còn nếu mà to quá thì em nghĩ chỉ để chơi game. Nhưng mà nó là 6,5 đô ấy, đắt lắm ấy. Mua không? Nếu bạn có tiền sẽ mua. Okay. Đó là một ý kiến khác nữa. Mọi người sẽ có ý kiến khác nhau. Thế thôi. Rồi quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là mình đây. Thì đó, người thích to, người thích nhỏ sẽ có đối tượng phù hợp thôi. Và mình nghĩ rằng là kích thước màn hình, ngoài kích thước màn hình ra ấy, còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết, đó là về phần thời lượng pin. Bởi vì nhỏ thì kiểu gì thời lượng pin của mấy con màn hình nhỏ của iPhone ấy như xịt. Thế thôi. Đó tất cả những ý kiến cá nhân của mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao thì hãy nhớ là comment phía bên dưới. Nếu cảm thấy video hay thì hãy nhớ like và subscribe trên channel. Và hẹn gặp lại trong những video mới trên kênh. Tạm biệt.